Vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu xong phần cốt truyện đề tài. Tiếp theo thì mình sẽ đến với phần 2 nhân vật. Chúng ta sẽ ghi đề mục. Vậy thì sau khi đọc xong văn bản Con muốn làm một cái cây của nhà văn Võ Thu Hương, thì chúng ta hãy cho cô biết văn bản này gồm những nhân vật nào và ai là nhân vật chính. Cô mời Giang Huy. Nhân vật chính là Bùm. Rồi, nhân vật chính còn là ai nữa không? Cô mời Vương Vi. Ông nội của Bùm. Thì nhân vật chính của bài này mình có thể thấy là gồm ông nội của Bùm và Bùm. Bởi vì nhân vật chính là nhân vật trung tâm, nó sẽ xuất hiện xuyên suốt cái tác phẩm và được xây dựng trên nhiều cái phương diện. Vậy thì chúng ta đã học ở các tiết trước về cái thể loại truyện cũng như là đặc trưng nhân vật. Vậy thì cho cô biết nhân vật sẽ được xây dựng trên những phương diện nào? Cô mời Trân. Rồi, cảm ơn Trân. Vậy thì để ngày hôm nay chúng ta sẽ phân tích nhân vật ông nội và Bùm để xem hai nhân vật này được xây dựng trên những phương diện nào. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với A nhỏ, nhân vật ông nội của Bùm. Về A nhỏ, nhân vật ông nội của Bùm thì chúng ta sẽ tìm hiểu trên phiếu học tập số 1. Tìm hiểu về ông nội của Bùm thì gồm có 3 câu hỏi là mình sẽ dựa vào sách giáo khoa trang 6667. Mình sẽ tìm cho cô những cái chi tiết nhà văn miêu tả về ông nội của Bùm. Và sau đó thì theo mình, nhân vật ông nội của Bùm được xây dựng trên những phương diện nào. Và cuối cùng, từ các chi tiết đó em hãy rút ra nhận xét về đặc điểm của ông nội. Đó là về phiếu học tập số 1. Thì phiếu học tập số 1 này mình có thể trình bày theo cách là viết tay, đánh máy hay là thiết lập barabon để thuyết trình trên lớp cũng được. Và các em đã nộp sản phẩm rất là đầy đủ. Và trong những cái sản phẩm đó thì cô ấn tượng nhất chính là bài phiếu học tập của bạn Trúc Nguyên. Vậy thì ngày hôm nay cô sẽ mời Trúc Nguyên lên thuyết trình cho chúng ta nghe xem cái phiếu học tập của bạn làm như thế nào. Cô mời bạn Trúc Nguyên. Vật của nội. Cảm ơn ý kiến của bạn. Còn ai ý kiến về phiếu học tập của mình nữa không?
Rồi cô cảm ơn Trúc Nguyên và cảm ơn hai bạn đã nhận xét về Trúc Nguyên. Thì đầu tiên cô xin được nhận xét về Trúc Nguyên, đó chính là mình phải nhận xét về cách trình bày trước đã. Thì bạn giọng rất là to rõ và phong thái rất là tự tin. Còn về về phần nội dung thì mình thấy là bạn đã nêu được các chi tiết nhà văn miêu tả về ông nội của Bum. Bạn liệt kê ra những chi tiết ha. Ở đây là gồm 5 chi tiết. Ông là nghĩ tới cây ổi, ông muốn trồng cây ổi, ông bắt sâu cho cây, ông cố ý bấm cho cây tỏ ra nhiều cành, ông bắt ghế đậu, rồi nhìn cháu và cười rất hiền lành. Sau đó thì bạn còn có thể nhận xét được rằng ông được xây dựng trên những phương diện là hành động và ý nghĩ. Rồi cuối cùng bạn đã nói rằng ông là một người hiền từ, yêu thương cháu hết mực, đặc biệt hiểu tâm lý sở thích của những bé trai. Thì chúng ta có thể thấy là bạn làm cái bài tập này rất là tốt, rất là đầy đủ và tinh thần bạn rất là cao. Vì vậy chúng ta cho bạn một tràng vỗ tay khuyến khích nữa nha các em. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem cái đáp án của cô. Thì mình thấy cái đáp án của cô với bạn Trúc Nguyên rất là tương đồng về cảm xúc, về ý nghĩ, về hành động và ngoại hình. Ở đây có một cái phương diện mới, đó là phương diện ngoại hình. Vậy thì chúng ta hãy nhìn vào những cái chi tiết ở bên cột bên đây và hãy cho cô biết là chi tiết nào nó thuộc cái phương diện ngoại hình. Cô mời bạn Minh. Ông cười rất hiền lành. Rồi vậy thì chúng ta phát hiện thêm một cái phương diện nữa là ngoại hình. Ông cười rất hiền lành, qua đó thấy được ông rất hiền từ. Còn về nhận xét về ông nội của Bum thì cũng giống như bạn Trúc Nguyên đã thấy là ông hiền từ, ông yêu thương, luôn dành cho cháu những cái sự chăm sóc, quan tâm đặc biệt. Ông rất là hiểu cái tâm lý, sở thích chơi đùa của những chú bé trai. Và mình thấy là cái tình cảm của người ông dành cho người cháu trong bài này rất là xúc động. Không qua cái lời nói, nhưng mà qua cái cảm xúc, ý nghĩ, qua cái hành động, cũng thấy được ông rất là yêu thương cháu của mình. Đặc biệt ông còn dành cho cháu một cái món quà tinh thần, đó chính là một cái ổi. Và cái ổi này khi mà ông chăm sóc rất là kỹ, rất là tỉ mỉ, bởi vì đây không chỉ là một cái ổi bình thường mà ông đã gửi gắm vào trong đó những cái tình cảm rất là sâu sắc, rất là đáng trân trọng. Vậy thì chúng ta đã tìm hiểu xong về nhân vật người ông. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một nhân vật rất là quan trọng trong bài, đó là nhân vật Bum. Rồi nhân vật Bum thì chúng ta sẽ làm phiếu học tập số 2. Phiếu học tập này thì nó cũng có 3 câu hỏi. Đầu tiên mình sẽ liệt kê các chi tiết nhà văn miêu tả về Bum. Rồi mình sẽ chia ra khoảng 3 thời điểm. Đó là khi ông nội Bum còn sống, khi ông nội mất, gia đình chuyển nhà và khi bố mẹ quyết định trồng cây ổi mới. Sau đó thì mình cũng sẽ nhận xét xem nhân vật Bum này được xây dựng trên những phương diện nào. Và từ các chi tiết đó thì em sẽ rút ra về cái đặc điểm của Bum. Vì cái phiếu học tập này cũng giống như phiếu học tập số 1 là mình cũng sẽ nộp qua hệ thống Zalo và cô nhận thấy là lớp làm rất là đầy đủ, mỗi bạn có một cách làm khác nhau và trong đó thì cô đã chọn ra bài của bạn Ngọc Hân thiết kế Parabon để hôm nay bạn Ngọc Hân sẽ lên thuyết trình cái phiếu học tập số 2 dành cho mình. Bây giờ cô sẽ mời bạn Ngọc Hân. Hành động của nhân vật trong phần này. Cuối cùng là khi ba
ba mẹ trồng lại cây ổi. Thì thằng Vân cười toe toét mà nước mắt nó rưng rưng. Đây là hành động. Qua đó có thể thấy được rằng Vân là người rất yêu thương, tự hào về ông nội, hồn nhiên tinh nghịch và tốt với bạn bè. Tâm hồn nhạy cảm, buồn bã và cô đơn khi xa cây ổi và xa bạn bè. Phần thuyết trình của em xin hết. Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe. Sau đây em xin mời phần nhận xét của cô và các bạn. À, rồi cô cảm ơn vào thuyết trình của bạn Ngọc Hân và vào nhận xét của bạn Hà Dư. Thì mình có thể nhìn lại cái sơ đồ của bạn Ngọc Hân thì bạn thấy là mình thấy là bạn Ngọc Hân làm rất là tỉ mỉ ha, rất là đầy đủ. Còn đầu tiên về cái cách thuyết trình của bạn Ngọc Hân thì bạn rất là tự tin nè, rồi bạn rất là nhẹ nhàng uyển chuyển. Còn về phần nội dung thì mình thấy là bạn có chia ra khoảng thời gian là ba khoảng thời gian, rồi tìm được những cái chi tiết ở từng phần. Về hành động, kể cho tụi bạn nghe câu chuyện trăm lần, bắt sâu cho cây. Về lời nói là có, dĩ nhiên là vì có tao mới có cây ổi đầy trái này. Rồi tìm được ngoại hình, tìm được hành động của Bum là truyền cành. Xong rồi khi ông mất, gia đình chuyển nhà thì cũng tìm được lời nói của Bum: con muốn làm một cái cây, con muốn làm cây ổi trong sân nhà cũ của con. Rồi tìm được hành động là xin gặp lại cây ổi, xin gặp lại đám bạn. Rồi khi ba mẹ trồng lại cây ổi thì Bum cười toe toét, nước mắt rưng rưng. À, đây là chỉ hành động, bạn đều tìm được những cái phương diện của những các chi tiết. Sau đó bạn còn có thể nhận xét được Bum hay là một người rất là yêu thương, tự hào về ông, hồn nhiên, tinh nghịch, tốt với bạn bè, tâm hồn nhạy cảm, buồn bã. Rồi, vậy thì mình thấy là bài thuyết trình của bạn Ngọc Hân, bạn làm rất là tốt. Cái phương tập số 2 này rất là đầy đủ và cô rất là mong muốn là chúng ta có thể học tập theo các bạn, là mình sẽ thiết kế những cái bài PowerPoint theo kiểu sinh động này để cái tiết học của mình thêm hấp dẫn cũng như là mình dễ hiểu bài hơn. Rồi, cô cảm ơn bạn Ngọc Hân với bạn Trúc Nguyên. Vậy bây giờ mình sẽ quay trở lại cái bài của cô. Rồi, khi ông nội còn sống thì chúng ta thấy là được thể hiện qua ba phương diện: hành động, lời nói và ngoại hình. Qua đó thấy được cậu bé của chúng ta là một người rất là yêu thương, tự hào về ông ha, rồi hồn nhiên, rồi tinh nghịch và yêu thương bạn bè. Ở đây về hành động mình còn thấy một cái chi tiết mới, đó chính là nó lại là thằng bé cực thảo ăn với bạn bè. Cực thảo ăn có nghĩa là chia sẻ đồ ăn với bạn, cho nên thể hiện được cái sự yêu thương bạn. Tiếp theo, khi ông nội mất và gia đình chuyển nhà thì thể hiện qua những cái phương diện như là lời nói, ý nghĩ, hành động. Rồi, hành động thì và ý nghĩ thì có những cái mới. Ví dụ như là cây ổi trong sân nhà cũ, nó đã nhớ bao năm. Bưng chỉ ước ao rằng có thể để tất cả đồ đòn của nó ở lại mà mang được cây ổi đi theo. Đó là về ý nghĩ. À, ở đây mình thấy, ở trên đây có cái lời nói của nhân vật Bưng. Ở trên đây cũng là lời nói. Nhưng mà hai lời nói này khác nhau. Bạn nào có thể suy nghĩ nó khác nhau chỗ nào? Cô mời Khôi. Cái lời nói con còn cái lời nói dĩ nhiên là vì có tao mới có cây ổi đầy trái này cho tụi mày ăn, là đang nói chuyện với bạn bè. À, vậy là mình thấy là lời nói của nhân vật có thể làm chi làm hai loại, đó chính là lời nói đối thoại, nói chuyện với bạn bè, với người thân, hoặc là lời nói trong tâm, lời nói độc thoại chính bản thân mình. Rồi mình lưu ý tới chỗ này. Rồi, nhưng mà khi ông nội mất thì bạn cảm thấy buồn, cô đơn, lạc lõng, đó là chuyện bình thường, cái tâm lý của tuổi thơ ha. Rồi khi mà bố mẹ quyết định trồng cây ổi mới thì Bum lại có hành động là cười toe toét, nước mắt rưng rưng. Ở chi tiết này thì mình hãy lấy dạy cho cô tại sao mà Bum cười nhưng mà nước mắt của cậu lại rưng rưng vậy. Cô mời Tường. À, giọt nước mắt hạnh phúc vì ba mẹ đã quan tâm tới mình.
Vậy mình có thể thấy là cậu bé Bum của chúng ta là một người có cái tâm hồn nhạy cảm ha. Mỗi một cái khoảnh khắc thay đổi, ngoại cảnh thay đổi thì tâm hồn của cậu, cảm xúc cậu cũng thay đổi. Vậy cậu rất là giàu cảm xúc. Và đặc biệt cậu là người rất là đáng quý nha. Cậu yêu thương nè, trân trọng người thân, bạn bè cũng như là những cái kỷ niệm tuổi thơ. Vậy thì mình thấy là cái nhân vật được thể hiện một cách rõ nét như thế này cũng là do cái sự tài tình của nhà văn Võ Thu Hương. Bà đã sử dụng những nghệ thuật rất là đặc sắc. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần nhận xét nghệ thuật. Vậy thì ở đây về mà để xây dựng lên một cái nhân vật thành công như thế thì các em hãy suy nghĩ xem nhà văn Võ Thu Hương đã xây dựng nhân vật trên những phương diện nào. Cô mời Phụng. Xây dựng qua 4 phương diện. Là xây dựng nhân vật sinh động qua ngoại hình, hành động, lời nói và ý nghĩ. Rồi cô cũng đồng ý kiến với Phụng. Và ở đây mình thấy là cái tâm lý của bạn Bum á, được thể hiện rất là rõ nét. Vậy thì mình hãy nhận xét xem về cái nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật ở đây. Cô mời Trung. Đặc sắc tinh tế. Rồi mình xem đáp án. Rồi cái nghệ thuật miêu tả diễn biến tâm lý nhân vật ở đây rất là tinh tế ha, làm nổi bật được tâm lý trẻ thơ. Vậy thì từ những việc tìm hiểu như thế này thì chúng ta có nhận xét gì về hai nhân vật này? Hai nhân vật ông nội và Bum á, hai nhân vật này có như thế nào với nhau? Cô mời Trân. Biết ơn và tự hào. Rồi vậy mình thấy là cả hai nhân vật này đều rất là yêu thương nhau. Và ở ngoài đời á, sống trong một gia đình thì mình cũng nên yêu thương ông bà của mình ha. Rồi ngoài yêu thương ra mình còn có thể làm những cái việc gì để thể hiện tình cảm nữa không? Cô mời Bảo. Hiếu thảo vâng lời. Rồi còn gì nữa không ta? Cô mời Gia Huy. Quan tâm, chăm sóc, yêu thương, hiếu thảo. Hoặc là mình có thể trân trọng những cái khoảnh khắc mà ông bà còn bên cạnh mình ha. Ở đây một câu hỏi nhỏ dành cho lớp. Đó chính là theo mình Bum có phải là một cậu bé hạnh phúc hay không? Vì sao? Mình sẽ suy nghĩ trong vòng một phút, suy nghĩ nhanh xem qua những gì mình tìm hiểu hồi nãy tới bây giờ thì Bum có phải là một cậu bé hạnh phúc hay không? Rồi, thời gian suy nghĩ đã hết. Chúng ta hãy đưa ra ý kiến của mình xem. Mình vừa mới học xong bài 8 văn nghị luận. Mình đưa ra ý kiến của bản thân mình về một vấn đề. Vậy thì bây giờ vấn đề của mình đang hiện hữu nè mấy em. Mình hãy đưa ra xem. Cô mời Thảo Nguyên. Vậy là Thảo Nguyên trả lời là cậu bé hạnh phúc bởi vì được sống trong tình yêu thương của ông bà, rồi của ba mẹ, rồi có bạn bè. Rồi còn ai có ý kiến khác? Cô mời Khôi. Bạn Bum cũng là một cậu bé không hạnh phúc vì phải xa ông nội, bạn bè, nghe khỏi. Và đi diễn thì diễn thôi, đến những tàu thì cậu không được tao hiểu quan tâm gì. Rồi, đó là ý kiến của bạn Khôi, tức là cậu bé Bum không hạnh phúc. Vậy còn ai có ý kiến khác nữa? Cô mời Trân. Dạ thưa cô, theo con Bum là một cậu bé vừa hạnh phúc vừa không hạnh phúc. Không hạnh phúc vì cậu đã có một khoảng thời gian bị cô đơn độc lõm, bị chia cắt ông nội và kỷ vật của ông nội là cây ổi, phải chia xa bạn bè. Nhưng mà bên cạnh đó, bù lại cậu có được một người ông quan tâm, ba mẹ luôn đáp ứng mong muốn của cậu dù là nhỏ nhất. Rồi thì mình thấy là với một cái vấn đề mà chúng ta đứng trên nhiều góc độ thì mỗi một bạn sẽ có những cái ý kiến khác nhau. Nhưng mà mình nhận xét xa hơn, suy nghĩ xa hơn thì Bum vẫn là một cậu bé hạnh phúc.
Bởi vì sao? Bởi vì cái tuổi thơ của Bum phải được sống trong vòng tay yêu thương của ông bà nè, rồi của ba mẹ, rồi cậu được vui đùa theo cái đúng lứa tuổi của mình, được chơi đùa với cái đám bạn học. Và đặc biệt cậu còn có một người bạn thân nữa, đó chính là cái ổi và cậu cùng nhau trưởng thành, cùng nhau phát triển. Tuy là có những cái khoảnh khắc mất mát, nhưng đó là chuyện thường tình. Ở trên đời này không phải lúc nào cuộc sống nó cũng hoàn hảo. Mình phải chấp nhận một sự thật rằng là sẽ có sinh lão bệnh tử. Cho nên đó là những chuyện bình thường. Cho nên nhìn chung thì Bum vẫn là một cậu bé hạnh phúc. Nhưng khi mình kết thúc câu chuyện đó, Bum cười toe toét, mắt rưng rưng, rất là nước mắt hạnh phúc đó các em. Vậy thì có thể nhận định rằng trên cuộc sống này nó sẽ có những cái thăng trầm, không phải lúc nào nó cũng hoàn hảo theo ý muốn mình. Cho nên để mà mình muốn vượt qua được thì mình nhất định là phải, đầu tiên mình phải bình tĩnh, xong rồi mình phải suy nghĩ về những cái vấn đề xung quanh, rồi mình sẽ tìm cách để vượt qua. Từ đó thì mình mới có thể hoàn thiện được cái tâm hồn của mình. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong nhân vật về ông nội của Bum và Bum. Tiếp theo thì mình sẽ đến với chi tiết cái ổi.